Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay ngày 8 tháng 8 em chia sẻ 26 chiếc đồng hồ gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật và Thụy Sĩ. Rất cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất. Và lịch phát bên em vẫn là sáng thứ ba, sáng thứ sáu và sáng chủ nhật mỗi tuần anh em nghe. Và lúc 9 giờ em chia sẻ mẫu số 1. Chiếc này là chiếc Rado anh em. Còn có hộp mã số 1 cái 2,8 triệu. Mẫu này thì một chiếc Rado có tay. Không đây còn cái sổ này. Hộp cũng khá đẹp, rất mới anh em nghe. Rado có tay. Thì chính xác của nó là bật đúc bọc vàng nha anh em. Thì khi bật đúc bọc vàng để lâu ngày nó sẽ lên cái màu như vậy anh em. Màu nó hơi tối và anh em về lấy cần na đánh cho nó ra sáng nha anh em. Đó, nó đúng với chất bạc đúc luôn, chạy máy có tay hai kim, thương hiệu Rado, nó ghi là Golden Fancy, góc 6 giờ đóng chữ switch, mẫu này khá đẹp anh em, lắp đáy sau thì đóng chữ silver, núm ring của Rado, dây khóa nguyên ring. Thì chiếc này là liền dây anh em, và dây nó còn rất dài, anh em có thể cắt bớt được, cắt bớt thì anh em vặn những cái nút hai cái vít này ra và cắt bớt theo cái đường gạch này, bên này cũng vậy anh em. Sử dụng bộ máy này, bộ máy rất đẹp của Rado. Đây là máy máy trắng có những cái sớ dọc như vậy, góc từ góc tầm khoảng 1 giờ đến 7 giờ đây, sớ hơi xéo xéo này. Rado 17 chân kính. Chạy máy nó ghi là 509. Máy đang chạy rất trơn tru anh em nghe. Mở mặt đúc cũng khá nặng. Còn nguyên dấu file của Thụy Sĩ. Đó, những chiếc vỏ mặt đúc 100% như vậy thì anh em cũng hết sức lưu ý nghe. Nó sẽ có một số lợi ích về sức khỏe cho người lớn á. Theo cái dân gian thì mặt đúc nó tránh gió được. Rồi, chiếc này là size ngang 31,5 vuông nha anh em. Nói chung là xây chiều dọc và chiều ngang nó giống nhau, 31,54. Rồi số 1 con này 2,8 triệu, dây khóa nguyên ring, full bạc đúc. Thì cái mẫu này nó sẽ dây nó gập như vậy này nghe, nó kiểu như nó bấm như vậy đó anh em. Cứ về nếu thấy tay mình hơi to thì cắt bớt đi, hoặc đây rộng rộng chút xíu cũng sao. Những mẫu này mẫu liền dây, hình thức cũng khá đẹp, mặt số cũng đẹp lắm anh em. Rồi chiếc này số 1 2,8 triệu nha anh em. Mẫu số 2, một chiếc Rado tiếp theo, con này kính vắt cạnh, kính đá vắt cạnh, nó ghi là Eiger. Thì cái mẫu này nó sẽ chạy bộ máy một lịch gốc 3 giờ đây, lịch đỏ quanh năm. Rado thì nó sẽ lịch đỏ từ ngày 1 đến ngày 31 luôn. Để kiểm tra lịch này là lịch theo kiểu lịch giặt hay lịch nhanh hay lịch chậm đây. Con này thì cái nấm nó sẽ giấu gốc 3 giờ, thành ra khi mở nấm thì nó hư. Anh chung là anh em phải có móng tay kia, mở mà cái nấm là mới dễ dàng được, không thì phải từ từ. Đây này. Rồi nó sẽ là một nắp lịch ngày. Anh em rút ra một nắp nữa thì hơi cứng nha anh em nghe, móng tay mới cắt. Rút nắp nữa thì nên chỉnh giờ thôi. Nó cũng đóng vô bình thường. Nắp đáy cá ngựa vàng anh em nghe, ba cá ngựa vàng. Cái vỏ đá khá đẹp, vỏ đá màu xanh đen, dây khóa nguyên ring. Vỏ màu xanh đen thì nó dai như vậy anh em, còn nếu mà vỏ màu vàng á hoặc là màu đồng á, thì nó dai sẽ đềm mi. Con này 2,4 triệu, một chiếc Rado đẹp và dây khóa nguyên ring, dây tay tầm khoảng 16 năm đổ lại anh em nghe, chính xác là 17 đổ lại vẫn được. Rồi con này xoay ngang là 36,25 nha anh em, 36,25 và xoay dọc cũng khá là lớn đó, xoay dọc tới 40. Chiếc này là xoay lớn, mặt số còn đẹp, kính có trài nhẹ thôi, mặt màu xanh rêu đậm á.
Rồi chiếc này chạy máy này anh em, chạy dòng máy radio có trợ cốt tay. Đây này, dòng máy radio có trợ cốt tay này, 25G, máy cũng khá đẹp anh em nghe, máy máy vàng luôn á, dòng máy của nhà ETA, thương hiệu radio. Hai bảy chín bảy rất đẹp anh em, nắp đáy này, nói chung là tất cả những cái dòng logo vàng nắp đáy đều nó sẽ hiếm hơn và nó sẽ giá trị hơn logo trắng, đó là chuyện đương nhiên anh em, tại vì logo vàng nó đẹp hơn nhiều anh em. Rồi để vặn cái nắp đáy cho nó cứng. Ok, chiếc này là số 2, 2 triệu tư nha anh em, 2 triệu tư cũng khá đẹp, kính vác cũng khá đẹp. Mã số 3 là một chiếc đồng hồ Oren có rất nhiều chức năng anh em, một chiếc Oren rất rất đáng lưu ý anh em. Dây khóa nguyên ring và dây ở trong đây còn hết rồi, còn dây này được hết mắc dây thừa rồi. Đây, nó sẽ chạy bộ máy automatic dòng Oren 3 sao, mặt màu vàng mỡ gà ánh xanh anh em nghe, ánh xanh giống như mặt mà mặt dạ quang kiểu như vậy. Chấm dạ quang đầy đủ hết, những chấm dạ quang nó nhỏ nằm phía trong cái cọc số anh em. Đó, thì con này nó sẽ bơm cái lịch thứ, đây lịch thứ có tiếng Anh và tiếng gì đây, đây là thứ năm này, qua thứ sáu thì có thêm một tiếng gì nữa, thứ thứ sáu này, thứ bảy này, đó vừa bơm một hai thứ một lần luôn, hai cái chữ một lần luôn. Rồi thứ hai nữa là lịch lịch ngày, lịch ngày sẽ giống mũi tây đây, lịch ngày con này lịch dài đây nghe, nó sẽ cho mình cái lịch dài để mình biết ở ngày mai là ngày máy và ngày hôm qua là ngày máy đó, và mũi tây thì chính cái ngày chính xác của nó luôn. Anh em rút ra một nắp và vặn theo chiều ngược kim đồng hồ, nó sẽ nhảy ngày này, rất tiện anh em, rút ra một nắp nữa thì chỉnh giờ đó, như vậy thôi. Cái mẫu này nó khá đẹp, form cũng đẹp nữa, nút nhấn này nó làm rất kỹ anh em, con này nó làm ở mức độ gọi là kỹ. Rồi size 35,79, 35,8 nha anh em, 35,8 công tính đấm, đêm đó sợi dây bao nhiêu bị tụt cái chốt này anh em, đợi xíu em lấy cái móng tay em đại chốt kiểu đó, bị tụt cái chốt ra. Thì dây con này tầm khoảng 16 năm nha anh em, 16 năm là vừa y luôn. Thì nếu mà anh em thiếu mất dây á, thì anh em bỏ dây da, cái mẫu này bỏ dây da cũng rất đẹp anh em, khá là ok luôn, con này nó rất cứng cáp. Nếu mà anh em không vừa tay, tay anh em nằm 17 thì nên bỏ dây da để cho nó thoải mái hơn, để sợi thép đó để dành. Sử dụng bộ máy này, bộ máy Oren, nó nhìn cái búa nó tương tự cái chiếc máy của dòng SK đây nghe, hình như cái kiểu kiểu cách cũng như vậy. Oren thì máy nó như vậy hồi giờ rồi, nó sẽ không làm bám lón đâu, nó sẽ làm hơi mờ chút xíu, 21 chân kính, chính hãng Oren của Nhật anh em nghe, thương hiệu cũng là thương hiệu rất là quen mặt của Nhật. Nắp đáy này, logo Oren, số series đầy đủ hết, bản thép đó. Cái mẫu này thì còn rất ok này, độ mới rất cao. Điểm vặn nắp đáy cho nó ở mức độ cứng luôn. Rồi con này số 3, 1 triệu rưỡi nha anh em. Số 3 1 triệu rưỡi, một chiếc Oren hoạt động rất trơn tru hoàn hảo. Những cái mẫu này thì nó sẽ giống như mẫu Seiko 5726 á, không có hỗ trợ cốt tay. Đó, anh em nhìn kỹ này, nhắn bên này này. Và anh em cố gắng là nhắn lúc mà lịch nó qua góc cái kim giờ nó góc này anh em nghe, góc nửa bên tay như này. Nó sẽ ok hơn. Nói chung là anh em nhắn cũng phải để kim giờ góc mà nó không chuẩn bị nhảy lịch đó, là góc từ 1 giờ đến 9 giờ, còn góc 9 giờ đến 12 giờ chuẩn bị nhảy lịch cho nên ngay. Rồi số 3 1 triệu rưỡi. Mã số 4 là một chiếc đồng hồ Seiko cốt tay, cái dòng máy rất hay nè, dòng máy này chạy 28.800 dao động đó. Thì con này là mặt tuyết anh em nghe, mặt nó như vậy nè, để em zoom cho anh em xem đó, thấy không, nó ánh tuyết rất đẹp anh em, cực đẹp luôn. Nó có những cái sớ nó chạy ngang dọc, nó nhìn rất chi là tự nhiên, không có công nghiệp chút nào anh em.
lên tay, với lại con này ra nắng là ở mức độ đẹp nắp đáy á, chạy dòng máy 2220A 2220 bản nội địa Nhật ra bên Nga. Thì cái mẫu này người ta gọi là mẫu Seiko Chariot, cái dòng máy này là máy Chariot, máy khá nổi tiếng của Seiko, từ cốt lâu và chạy dao động cao. Nhưng mà cái size này nó rất khó kiếm anh em, tại vì cái dòng máy này thường cái size 33 thôi, con này ba gần 34, nó gần 34 cho anh em, 33,91 gần 34, rất đẹp anh em, dành cho anh em là dân văn phòng. Lên tay em thấy không đó, khá hay luôn, khá đẹp. Cọc số và kim này nó cũng ổn, tất cả nguyên zin trừ dây khóa thôi. Thì cái máy này em sẽ mở máy cho anh em xem luôn nha, dòng máy có tay chạy rất ổn định của Seiko. Đây dòng máy này anh em lên code cho nó chạy nghe, đó nó sẽ chạy ngay. Dòng máy 220A của Seiko, 24 nhân kính, một chiếc máy nhỏ xíu nhưng 24 nhân kính anh em, chạy rất êm. Size mặt 34, nói chung là gần 34 anh em, 33,9 là cho gần 34 đi, ăn da chút xíu là được 34. Rồi chiếc này là số 4, 950 nha anh em, 950 mặt số đẹp và nó ở mức độ có tay là ở mức độ khá khá ổn anh em. Nói chung anh em nào mà làm gì ngồi bằng giấy á, dân văn phòng á, mẫu này nhìn rất hay lắm, có tay là hai kim anh thấy vẫn đẹp hơn ba kim. Số 4, 950. Số 5, một chiếc đồng hồ Skeleton lộ máy, thương hiệu của Nhật và chạy máy Thụy Sĩ. Thì đây là một thương hiệu độc lập anh em nghe, thương hiệu nó đã đặt hàng á, kiểu như bây giờ ai đặt hàng nó sẽ làm, chứ nó không có ra cái đại trà và cũng không phải là bản thương mại anh em. Nó ghi Swiss Moment này, dòng máy 28-2. Cái con máy này là máy 28-2 Thụy Sĩ, mà dòng máy của ETA này, nói chung nó đóng được rất nhiều cái máy, anh em nhìn cái búa thì anh em sẽ thấy ngay. Cái thương hiệu là thương hiệu logo GB của Nhật. Này anh ghi này, nó ghi là Frostbite Kosel INC. Thì cái thương hiệu là thương hiệu nằm tại Nhật anh em nghe. Và là thương hiệu nó không phải thương hiệu thương mại, nó thương hiệu mà đặt làm á. Rồi, con này là bản Skeleton, máy vàng, lộ máy và truyện hoa văn khá đẹp anh em. Nói chung là cái máy này anh em mà xem trên những trang nước ngoài người ta bán á, thì cái máy này mua tầm khoảng 13 triệu anh em nghe. Riêng cái máy này, đúng với cái máy này luôn, đúng cái dấu truyện này luôn, 13 triệu. Con này nó vào một cái form cũng rất đẹp anh em, form đúng tiêu chuẩn luôn, nắp đáy lộ đáy luôn. Và nó sẽ làm cái bản Skeleton, nghĩa là lộ xuyên qua anh em nghe, để anh em có thể nhìn thấy bên dưới được. Đó, nhìn thấy cái tay bên dưới này. Chiếc này là size 35 phải, 34,5 anh em, 34,5 chứ chưa tới 35, 34,5. Số 5, con này 6,8 triệu, chiếc này em đang giảm giá rất sâu. Thì con này lần đầu tiên em bán hình như là hơn cái giá này 1 triệu cho anh em sở hữu cái mẫu này, chạy máy Skeleton 28-2 Thụy Sĩ, người Six Moment, full bản thép, liền có truyện những đường viền chấm bi, form 34,5 rất đẹp và dây khóa cũng rất đẹp anh em, dây khóa linh kiện nha anh em, không phải dây riêng. Chứ những mẫu dây dài thì anh em cũng biết rất khó cái dây riêng nha anh em. Máy trợ cốt tay và mẫu này thì nó sẽ là bản hacking anh em nghe, anh em rút ra thì nó sẽ dừng kim dây đó, bấm vô thì chạy tiếp. Dòng 282 là như vậy, liền ở trong có cả những mạch là mã nhỏ vừa, chung là các em thấy cái bản này nó rất hay đó, mình chạy bộ kim xanh luôn. Rồi số 5, 6,8 triệu nha anh em. Số 6, một mẫu đồng hồ watch time rất đẹp bên em, một chiếc watch time rất đẹp, đúng chất cổ điển. Cái càng này là càng kiểu như là càng càng độc anh em nghe, không phải là cái càng bình thường đó. Một chiếc watch time maxim mặt màu đen luôn, chạy hai kim, lên có tay đúng ring, nó ghi là 20 micron. Thì cái vỏ này sẽ bọc vàng 20 micron anh em nghe. Thì thường á thì chỉ cần trên 10 micron á thì nó sẽ gọi là bọc vàng được rồi. Con này size 31 hơn chút xíu, 31,26, dành cho cổ tay nào vừa và nhỏ thôi, tay em là ok này.
Nhưng mà cứ càng anh em bù lại càng nó dài và bự lắm. Càng tới gần 41. 41 này, gần 41. Rất đẹp anh em, chạy dòng máy Watt Time Maxim. Lấy cốt tay để mở chiếc này cho anh em xem nha. Con này dây khóa linh kiện nha anh em, tất cả dây da đều là dây linh kiện hết, không có dây dây riêng nha anh em. Đây, cái máy Watt Time rất đẹp anh em. Máy Watt Time lấy cốt tay cực đẹp luôn, của Thụy Sĩ chính hãng. Nó ghi là dòng máy chữ nhỏ quá hơn tái, hình như là GT5001 thì phải. Anh em lấy cốt tay nên em lắm. Đó. Những cái mẫu mà đồng hồ mà lấy cốt tay mà mỏng như vậy thì anh em lưu ý là nhớ mình lấy cái đồng hồ ra khỏi khỏi tay rồi lấy cốt anh em nghe, đừng có để trong 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 đeo lên tay, nó không mỏng đâu, nó sẽ nó hư cái ti á. Đó, Watt Time này. Stanley bắt và vỏ bọc vàng 20 gram. Máy mới sơn gương mà chạy rất êm này, anh nhìn cái máy này. Mới sơn gương luôn. Số series đầy đủ 17 nhân kính của Watt Time chuẩn Thụy Sĩ. Đây, em gào vào đây. Ok. Cái dấu mà dấu mở sẽ hướng này này. Hướng góc 3 giờ. Đó. Rất đẹp anh em, 1,4 triệu anh em nghe. 1,4 triệu một chiếc đồng hồ rất cứng cáp và đẹp. Cái vỏ bọc vàng cũng khá đẹp anh em. Vỏ bọc vàng này nhìn ổn lắm. Rồi, số 6 1,4 triệu, dây khóa linh kiện, chạy hai kim, dòng Watt Time và càng rất độc anh em. Tiếp theo, mã số 7, một chiếc cốt tay nữa, đó là chiếc cốt tay của Satina, thương hiệu rất lớn của Thụy Sĩ. Con này có một núm trái bí đẹp lắm anh em. Cái núm này nhìn rất hay anh em, núm trái bí. Cái vỏ còn tương đối anh em nghe. Cái vỏ còn chấm chấm nhưng mà vẫn còn đẹp. Cái vàng còn nguyên. Thì nó cũng có trầy xước một số chỗ thôi. Form đẹp lắm anh em. Chạy mới có tay hai kim của Satina, thương hiệu châu Âu á, thương hiệu rất được người châu Âu ưa chuộng. Ở Việt Nam thì không thấy nhiều. Size mặt 35 nha anh em. Chưa tới đây, 34,83. Con này size mặt lớn này. Chưa kể nấm, cái nấm thì to thì ra rất nhiều, 2 tiếng 3 ly nữa. Phôm đẹp, mặt vàng có chấm chấm nhẹ thôi. 1,5 triệu nha anh em, mặt vàng có chấm chấm nhẹ. Đây, dòng máy này. Một chiếc Satina rất đẹp của Thụy Sĩ, chạy bộ máy có tay. Máy đang chạy cực trơn tru. Satina thì tất cả các máy của nó đều là máy in-house đây. Satina là một thương hiệu khá là mạnh và nó là thương hiệu mà có thể tự làm máy được. Đây này, anh em thấy cái đắp đá này, Satina này. Nó ghi đắp đá inox, vỏ bọc vàng. Đây, cái máy của nó là 23x36 17 nhân kính, máy switch Thụy Sĩ chính hãng, thương hiệu của Satina. Máy mới sơn gương. Máy rất mới anh em nghe, những cái máy cốt tay này rất mới và cốt tay thì em sẽ thấy nó sẽ sử dụng nó đơn giản và nó dễ sử dụng hơn nhiều số ô tô anh em. Chỉ cần lên cốt là nó chạy thôi và cái sự bảo quản của nó cũng dễ hơn ô tô khá là nhiều. Để em đậy nắp đá cho nó cứng. Rồi, chiếc số 7 1,5 triệu nha anh em. Chiếc số 7 càng chân còn rất ok. Form cổ luôn và có một cái núm trái bí đẹp lắm. Chạy 3 kim 1,5 triệu, size mặt gần 34. Chính xác là 33,80 mấy đó. Tiếp theo một chiếc Satina nữa. Đó là chiếc Satina automatic, chạy máy automatic một lịch. Có trợ cốt tay, con này thì nó sẽ chạy cái máy ô tô cùng in-house này. Dòng Blue Ribbon. Cái mặt số cũng rất đẹp anh em. Con này em giảm giá một chút xíu so với lô trước, hình như là giảm 200 hay 300 gì thì phải. Con này thì cái mặt cái sớ dọc anh em nghe, sớ từ góc 12 đến 6 giờ. Những sớ dọc riêng rất mịn. Để mở máy chiếc này cho anh em xem. Mở máy trước anh em nghe. Cái nắp đáy này. Nắp đáy và cái máy in-house của Satina. Nó ghi là Satina bản thép và máy in-house của nó.
Anh đang chỉ cần gõ lên cái dòng máy 25 gạch ngang 651 Satina vô mình thì nó hiện ngay lên trên Google cho anh em xem ấy. Những cái mẫu này là mẫu máy in-house của Satina, nó sẽ là cái máy tự làm, không phải là máy dùng chung của những hãng khác, rất đẹp anh em. Nói chung là em rất rất thích những cái máy tự làm anh em. Đó là một cái, cả một mình mua cái đồng hồ thì nên mua cả lịch sử thương hiệu, mua cả cái những cái tinh hoa của người nhà phát minh ra cái thương hiệu, người sáng lập thương hiệu, không có đơn giản đâu. Còn nếu mà anh em mua một cái máy mà máy để dùng chung thì nó cũng ok, không vấn đề gì anh em, nhưng mà tất nhiên là cái giá trị không bằng những cái máy mà máy in-house của từng hãng làm riêng cho nó đó. Giống như Omega này, Omega là hoàn toàn tất cả dùng dùng máy tự phát triển, gọi là máy in-house. Rồi núm ring foam đẹp, con này foam rất bự và đẹp anh em nghe, 35,5 đó, 35,5 anh em biết là nó foam nó lớn cỡ nào rồi. 35,5 so với đồ cổ 35,5 là rất ít cho anh em. Một lịch gốc 2 giờ, lịch này lịch 24 giờ 9/12 nha anh em. Tất cả nguyên riêng trừ dây khóa thôi. Rồi, chiếc này là số 8, 2 triệu rưỡi nha anh em. 2 triệu rưỡi. Chiếc số 9 là một chiếc đồng hồ lông zinc cốt tay rất đẹp anh em. Mặt số độc lạ, mặt số này mặt số gần như là mặt số một cái mặt số của Long Zin độc nhất từ trước đến nay á, dòng cốt tay á. Mặt số này là mặt số ring của nó anh em nghe, mặt số kiểu như mặt số rằng ri á. Thì con này nó về với cái khóa ring của nó luôn, khóa ring, nhưng mà khóa này là khóa không đúng đời anh em nghe, khóa này khóa có pin, khóa ring nhưng không có đúng cái đời cơ của nó. Rồi đúng ring này, form đẹp này, mỏng, chạy máy cốt tay của Rado của Long Zin. Thì cái mẫu này nó sẽ sang ngang sẽ 30 anh em, 30 30 vuông nghe, 30 vuông, 30 vuông thì nếu anh em quay xe tròn tầm khoảng 35 đến 34. Mặt rằn ri rất đẹp anh em, mặt rằn ri rất hiếm ở đồng zin, chắc chắn là anh em rất ít thấy cái mẫu này, rất ít và rất ít cái thấy cái mặt số như vậy anh em. Nhiều chiếc đồng hồ thì nó đơn giản như vậy thôi, nó chỉ cần một cái mặt số thì nó lạ là nó khác rồi. Rồi sử dụng bộ máy này, đây một máy Long Zin L hình như 647.6 thì phải, chữ nhỏ thì không thấy được, lại giúp cho anh em xem này, đúng là anh em 647.4 17 chân kính, có số series ở dưới và số series này tới 67899 số anh em nghe, 9 số đẹp lắm. Một chiếc Long Zin máy rất đẹp anh em, nắp đáy cũng đóng đầy đủ của nhà Long Zin, chiếc mát rồi, số thứ series máy này nọ. Dòng máy này có tay anh em, dòng máy này có tay và cái máy còn mới siêu gương luôn á, gần như chưa đụng chạm, chưa trầy xước gì hết. Đây có tay đây cũng khá là êm, thì anh em cứ lay thoải mái, khi nào có tay anh em khựng lại thì anh em không có lay nữa thôi, chứ là nếu mà đếm vòng thì cũng không biết bao nhiêu á, tầm khoảng 25 đến 30 máy vòng á, tùy theo cái nấm lớn hay nấm nhỏ để mình xoay nữa. Mình cứ lên khi nào có tay khựng lại, đừng có cố gắng mà lên quá đứt dây thiều thì lại phiền, mình phải đi thay. Rồi số 9 con này 3,2 triệu anh em nghe, 3,2 triệu một khóa ring, có khóa ring không đúng đời của Long Zin, không đúng đời, và một chiếc đồng hồ có tay rất đẹp này, để mình đo cái độ mỏng, con này trên là một khoảng 6 ly á, đúng rồi anh em, 5,95 ly, gần 6 ly, 3,2 triệu cho mẫu mặt số cực độc như vậy. Tiếp theo số 10, số 10 là một chiếc đồng hồ Auto Renix của Thụy Sĩ, chạy dòng máy ETA Geneva. Thì cái mẫu này nó sẽ hỗ trợ có tay này, mặt số khá độc lạ. Chiếc này như là nó có nếu 25G thì nó sẽ có một lịch điểm kiểm tra lịch bơm hay là lịch lịch nhanh hay lịch 24 giờ. Lịch 24 giờ nha anh em, 24 giờ. 25 chân kính, dòng Renix của Thụy Sĩ, đặc biệt con này có một cái bộ cái vỏ rất độc anh em, vỏ như đĩa bay ấy, nhưng không có đều anh em nghe. Nó không có đều đâu, anh em nhìn kỹ này. Nó. Con này thì anh em có thể thay da cũng đẹp, tùy tùy thể thích của mỗi người.
đó, nó cái vỏ nó lạ lắm, cái vỏ nó hay đấy này, thì cái càng nó khác nhau nghe, cái càng đây nó khác nhau, nó nằm vị trí khác nhau và nó là cái kiểu cũng khác nhau nữa, em cũng không biết tả như thế nào cái vỏ này, em thấy không, cái niềng trên thì bự, cái niềng dưới thì nó mỏng hơn, nó nhìn cũng đẹp lắm, phong đúng địa bay luôn á. Rồi chiếc này size ngang là không tính đấm là 38 như này, 38 đúng y luôn á. Số 10 1,4 triệu, 21 chân kính, form đẹp. À, nó sẽ đóng vào đây anh em. Đó, nó móc vào đây này, móc vào đây và anh em bấm lại, và cái đây thì anh em có thể tăng lên xuống được tùy theo cái cổ tay của mình bao nhiêu á. Nắp đáy cũng khá đẹp. Con này thì anh em sẽ mở máy sau nghe, tại vì mở ra nó cắn hai cái dây này, thành ra mở hơi lâu. Em sẽ mở máy sau cho anh em gửi hình cho anh em xem nghe. Tất cả còn nguyên, ở sau như có miếng siêu nữa, đúng rồi. Ở sau còn miếng siêu dính nữa, miếng siêu mà để chống trài vẫn còn dính trên nắp đáy. Rồi, chiếc này số 10 1,4 triệu nha anh em. 1,4 triệu mã này. Size mặt 38. Tiếp tục số 11 cũng 1,4 triệu luôn, một chiếc automatic của Thụy Sĩ Touareg, thương hiệu cổ. Form đẹp. Em coi form này là form đúng rồi, form này là form đó, để cho anh em thấy cái form nắp vỏ vỏ xi và nắp đai thép là như vậy này đó, nói như lúc anh em không tin nhé. Thì cái vỏ xi á, là cái vỏ này là vỏ xi silicon hay là xi chrome gì đó mình không có biết, trên một cái cốt đồng, có nghĩa là chất liệu là đồng, nó xi lên, còn nắp đáy là inox. Thì anh em thấy không, khi mà xi lên một cục mới như vậy á, thì nó rất đẹp anh em, nhìn nghiêng này nó cực đẹp luôn, nó đẹp hơn cái vỏ thép rất nhiều luôn, nếu thời điểm đó người ta gia công như vậy là tuyệt vời luôn. Còn cái nắp đáy là vỏ nắp đáy, nắp hàng gì là người ta hay làm vỏ xi, là lý do như vậy là vỏ xi nó đẹp hơn cái vỏ thép nhiều, kể cả ra những hồ đắt tiền người ta làm vỏ xi này, T-shirt, thậm chí một số con Omega bản cũng có làm vỏ xi, cũng làm vỏ 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 đồng, nó mạ chrome mà hay là mạ niken á, tại dòng máy automatic 17G của Touareg cho em nghe. Thương hiệu Touareg là thương hiệu xưa của Thụy Sĩ á. Bây giờ thương hiệu hình như là nó hết rồi. Mấy đang chạy rất trơn tru đây, thương hiệu này hình như là nó lụi rồi sao, em không thấy thương hiệu này nó bán đồ mới nữa. Hoặc là có thể nó còn ở châu Âu mình không có biết được. Việt Nam là mình là một thị trường nhỏ của đồng hồ ở đây nghe, không phải thị trường lớn. Thị trường lớn ở châu Á là phải nói về Nhật á. Rồi Touareg 17 chân kính, chạy 3 kim, kim những kim kim dai có mũi tay này, và có một cái ở sau có một cái hình như hình hột xoài này, cũng khá đẹp. 12 giờ 6 giờ là cọc số học trò. Mặt đề mi nha, đề mi nghĩa là mặt số vàng cùng vỏ thép. Có trợ có tay, nói chung con này là nó đẹp. Cái dây thì có hơi bở này, để lau em thấy không, để giao cái lây Nhật về để lau tự nhiên lây này, thì em sẽ thay cái dây mới cho anh em nghe, thay cho màu đen. Rồi chiếc này là size 30 32 phẩy mấy á, 32,2 anh em, 32,2 không tính lắm, phong xưa đúng tiêu chuẩn xưa đồ cũ luôn anh em. 11 1,4 triệu. Số 12, 12 là một chiếc đồng hồ Universal, các em giảm giá rất nhiều con này. À, mặt số có lên dầu đúng chắc của nó luôn, mặt số màu bạc có lên dầu, form mỏng và đặc biệt cái dây ring. Nói chung là dây tất cả những cái linh kiện của Universal thương hiệu này là đều là những cái gì rất là khó kiếm này. 31,27 này, 31,3 đi, không tính nấm. Số 12 1,4 triệu, 1,8 triệu em nhầm. Và dây khóa nguyên ring, dây lụa ring của Universal rất mịn anh em. Logo đây này, bên dưới thì nó đóng bảng thép logo góc này anh em nghe, chữ U trùng với chữ U trên cái chữ Universal. Cái dòng máy này cũng là dòng máy cao cấp của Thụy Sĩ anh em. Tất cả em nhắc lại là tất cả những cái gì liên quan đến Universal đều rất là cao cấp anh em nghe. Đây, một thương hiệu bây giờ lịch sử rất lớn của Thụy Sĩ, Universal Geneva này. Lên có tay cực êm luôn, chạy ngay lập tức, chuẩn Thụy Sĩ, máy mới luôn, 17 chân kính, nắp đáy đây,
Đó. Ở đắp đáy có một cái gờ để anh em gài vào cái chỗ cái nấm này nghe, chỗ cái ti á. Anh lưu ý nghe. Nếu mà cái gờ này, cái nắp đáy này cạn thì nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nắp đáy này nằm sâu á thì anh em gài không đúng là gãy cái ti á. Rồi. Số 12 con này 1 triệu 8 nha anh em, 1 triệu 8 và dây lụa cực đẹp của thương hiệu Thụy Sĩ này. Lấy có tay rất êm. Thì khi mà anh em đeo lên tay á thì lúc lên tay thì anh em lấy cái lên có tay rất khó, thành ra anh em cầm ra khỏi tay. Đó, mình chơi thì mình kỹ kỹ chút xíu cho nó bày. Đó, của dùng bày là tại người anh em nghe. Rồi. Lên. Đó, để em lên cho anh em xem có bao nhiêu vòng, nó cũng khá là nhiều đó, tùy theo cái nấm anh em. Cái nấm nhỏ thì nhiều vòng hơn, nấm lớn thì ít vòng hơn thôi. Đó, cũng khá là nhiều vòng anh em nghe. Nãy giờ thì chắc cũng khoảng 20 rồi. Con này nếu mà lên hết cỡ thì em nghĩ chạy tắt ít nhất cũng phải là trên 40 tiếng á. Đó, cứng cứng rồi anh em. Hơi cứng rồi đó. Thôi dừng lại được rồi. Rồi, số 12 1 triệu 8 nha anh em. Thương hiệu Universal. Tiếp theo, số 13 là một chiếc đồng hồ Technot thương hiệu của Thụy Sĩ chạy máy Nhật anh em. Thương hiệu Thụy Sĩ chạy máy Nhật. Nó là cái form giống như là Omega Daytona anh em nghe. Chạy đó, chạy tất cả các kim. Chronograph là kim nhỏ này. Bấm chạy bấm dừng là kim này. Đó, bấm giờ nó đang chạy này, bấm đang dừng này, bấm lên trạm góc 12 giờ đó. Con này thì size ngang lớn này, em đo niền thôi nghe, em đo niền là 39,5 đi, 39,5. Dây tay nó giống như cùng Rolex Daytona. Dây tay đây này, 16 năm nha em, 16 năm mà không còn mắc dây nữa. Cái dòng này tìm mắc dây rất dễ anh em, nhưng mà nếu anh em có làm 16 năm đeo thì nó khỏe khỏi còn tìm mắc dây. Rồi, chiếc này là số 13 600 nha anh em, mặt số cũng rất đẹp, chạy 6 kim kim dây này, kim dây chính này, rồi kim chrono wrap này, kim tích phút và kim tính giờ, vậy thôi, đơn giản như vậy. Số 14, chiếc này cũng 600, một chiếc full 6 kim chạy máy Nhật, con này thương hiệu WeRed. Để em rút cái kim ra. Rút cái giờ ra cho nó tôi thấy thương hiệu này. Rút ra một nắp là chỉnh. Đó rồi. Đây. WeRed. Thì chiếc này nó sẽ chạy kim chrono wrap là kim lớn này. Từ để em nhắn cho nó, cái kim lớn đứng im nó không biết. Đó, sai. Ồ, con này bị kẹt kim anh em ơi. Anh không để ý nó bị kẹt cái kim, thành ra là kim da nó không chạy. Thành ra kim da nó không chạy anh em, kẹt qua cái kim, em chỉnh lại cho anh em nghe. Rút ra thì khi xoay cái kim chạy đều nhau nè. Nó tới đây bị kẹt kim này, anh thấy không? Đó. Còn cái kim dai luôn luôn chạy là kim gấp 3 giờ này, kim này nhỏ nó vẫn chạy bình thường em nghe, nhìn kỹ này vẫn chạy này, đó kim gấp 3 giờ kim nhỏ chút xíu này. Rồi em sẽ đo size 39 nha em, 39 không tính nấm. Chiếc đồng hồ WeRed full tape 600, em đo cái dai luôn. Số 14, mẫu này thì dây tay tầm khoảng 16 năm anh em, 16 năm nha em, 16 năm là V á. Hơi lỏng chút xíu nhưng mà thôi lỏng chút xíu để cho nó ok, tại vì dây thép thì anh em đây phải lỏng một chút xíu cho nó thoải mái. Rồi, chiếc số 14 600. Số 15, một chiếc đồng hồ độc lạ của Nhật, thương hiệu Skymer, chạy full 6 kim anh em. Kim chrono wrap vẫn là kim gốc 6 giờ. Kim nhỏ nhỏ này. Con này về với sợi dây silicon anh em nghe. Sợi dây silicon nó hơi bám bụi chút xíu, 400 thôi, rất độc lạ dành cho anh em nào cổ tay lớn lớn và phải phải thiệt lớn này, không phải là lớn bình thường nữa. Rồi, ngang là 48,9 em này, gần 50 á, nghĩa là chiều này gần 5 mm á. Đó, 15 400, chạy máy Nhật, cọc số bự và chạy sợi dây silicon, đúng là sợi dây này mới kham nổi chiếc đồng hồ này. Dây mà dây nhỏ hơn thì không được,
Ồ, rất to này. Tiếp theo số 16. 16 là một chiếc đồng hồ Seiko form tăng của Nhật, form rất mỏng này, 3,5 năm thôi. Chiếc này thì hàng nội địa anh em nghe, nội địa của Seiko. Ngang là 25,218, mỏng là 5,76 ly thôi. Thì cái mẫu này là nam nữ dùng chung được anh em. Nữ thì chị nào thích cái đồng hồ size lớn, nam thì cứ dùng thoải mái bình thường. Số 16 3,5 năm, da có linh kiện, mặt số rất đẹp anh em. 17 là một chiếc đồng hồ Burren của Thụy Sĩ, thương Thụy Sĩ, chạy máy Thụy Sĩ. Con này hình như hết pin, đúng rồi nè, nó hết pin, em chưa thay kịp pin này, em hết dùng pin 7. Burren thương Thụy Sĩ này, chạy máy Thụy Sĩ anh em nghe. Phong điểm mây và cũng khá là ok á. Ngang là 23 đây, dây khóa nguyên ring nha, dây này cũng Burren luôn thì phải, dây khóa nguyên ring anh em nghe. 17,300. 18 là một chiếc cốt tay của Seiko, nắp đáy bọc vàng luôn anh em. Những cái mẫu này thì là hàng sưu tầm của Seiko anh em nghe, hàng bọc vàng ASGB xưa, Gold Flatic ấy. Nó lên cốt tay, chạy cọc số học trò, 21 chân kính, 3 kim, khá đẹp anh em. Dây khóa linh kiện, cái nước bọc vàng còn ok lắm. Nói chung không khác gì con Nam, nó chỉ là phiên bản nhỏ thôi và chạy cốt tay. Số 18,300. Em đâu có sai nữa chứ, quên. Sai là 22, 99 là 23 anh em nghe, sai 23. Số 19 là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, thương hiệu là thương hiệu Celine. Chạy kim rúng, kim mắt ngỗng và cái mặt số khá đẹp anh em. Mặt số thì cái đường kẻ mà kẻ cọc số thì nó khảm trai như khảm sợi cừ á. Còn những cái còn lại là phay lụa. Kim rúng góc 6 giờ. 22,47 nha anh em. Số 19,300. Dây khóa linh kiện. 20 là một chiếc show anh em. Một chiếc show cốt tay của Thụy Sĩ. 17 chân kính, nó ghi chữ là Le Jour gì đó. Nó hình con dê anh em, con dê mà đuôi cá nữa. Đúng cái đánh đá luôn, nắp đáy đây. Bọc vàng luôn anh em nghe. Con này là đồ xưa á. Thì nó về với sợi dây thép linh kiện anh em nghe. Em cũng không có thích sợi này lắm, nhưng mà cái dây da mà đầu như vậy em hết rồi, thành ra em bỏ vào cho nó có. Anh em này mà có thể thay được, hoặc là anh em thích thì để mình đeo luôn cho nó ok. Còn không thì mình thay dây da cũng ok anh em. Su thì em thấy thay dây da đẹp hơn. Ngang là 30 nha anh em. Chính xác là 29,59, chưa tới 30. Số 20,400. Con này mấy chị nữ đây là quá đẹp luôn nè. Đồng dê đu cá, chạy hai kim lên cốt tay máy Thụy Sĩ. Rồi, số 20,400 nha anh em. Số 21, một chiếc đồng hồ automatic của Nhật, thương hiệu của Seiko Automatic. Con này thì nó đặc biệt ở cái là cái mặt số màu xanh lá rất sáng anh em. Màu xanh lá gọi là cực sáng luôn á. Lắc nhẹ là chạy thôi. Nói chung là con này cũng khá nhạy, có trợ cốt tay. Rồi, hỗ trợ lịch nhanh luôn. Đó, lịch nhanh gồm lịch gồm cả lịch thứ và lịch ngày. Tiếng Nhật, tiếng Anh. 21 chân kính. Dây tay 16 năm đổ lại anh em nghe. Và cái mặt là 26, sai mặt là 26. Dây tay thì dây tay là 16. Đúng rồi, 16. 16 đổ lại anh em. 16 năm thì em nghĩ là không vừa đâu. 16 đổ lại nghe, 21,300 dành cho nữ. Mặt màu xanh lá. Số 22 và 23 là hai chiếc lắc anh em. Sai anh em nghĩ nó cũng bằng nhau thôi. Thì cái 22 thì nó sẽ mạ vàng đậm hơn số 23 chút xíu. 22 là 16,67 này. Dây tay 16 đổ lại anh em nghe và 17,4 kg. Con này cũng đẹp lắm. Chung những dòng lắc tay thì đeo nó thoải mái rồi. Hàng nội địa Nhật luôn. Thương hiệu Anba. Còn bên đây cũng chạy máy Nhật anh em. Thương hiệu là Chi. Đó. Bên đây thì nó sẽ không có
không có sợi dây xích em nghe, bên này có sợi dây xích này. Nói chung là gì lúc về Đức em cũng không có nắm được cái chuyện đó. Số 2223, mỗi chiếc 300, gần như giống nhau nên chỉ cái màu mạ vàng nó khác nhau chút xíu thôi. 24 là một sợi dây em nghe, một sợi dây chung, một sợi dây chung cũng khá đẹp đó. Thì dây chung anh em sẽ không có ngại việc mà cái tay anh em to quá nó có thể chung ra ở mức độ ok được. Sợi dây này của Nhật anh em, ngang là 16,8 thì nó sẽ bỏ đầu 17 nha anh em. Ồ, 17 nha anh em, 17 là số lẻ, còn nếu không anh em mài xuống 16 cũng được. Đây 17 và 24 thì hai cái đầu nó mài hiện tại đang mài lệch chút xíu, nhưng mà nếu mà anh em bỏ thì bỏ đầu 17 là ok hơn. Số 24 300. Số 25 là một chiếc đồng hồ Trác, hay gọi là đồng hồ để bàn du lịch đó, 650. Cái mẫu này thì mẫu Rai của Nhật anh em, hai chân kính ghi alarm clock, nghĩa là nó có báo thức anh em nghe. Con này mới lắm thì anh em sẽ vặn cái nút này là để cho đồng hồ chạy này, vặn thì anh em sẽ nghe tiếng tạch 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 nhẹ đồng hồ đang chạy, và vặn nút này để cho chuông reo này, rồi vặn cái nút này để cho nó xoay cái kim chuông reo tới cái hiện tại là 8 giờ đúng không, 8 giờ gần 4 phút đó. Cái tạch cái nút này nút gạt để tắt này, mở này, đơn giản như vậy thôi. Cứ hạn giờ nó sẽ reo và reo rất to này. Rồi chiếc này số 25 650. Số 26 là một chiếc Quick của T-Shot thương hiệu Thụy Sĩ, chạy máy V8 450 này. Con này cũng giảm giá một chút xíu để cho anh em tết cho Quick. Con này không có dây anh em nghe, nó về không có dây, và anh em về thì kiếm một sợi dây treo và giúp em nghe. Rồi để em tìm cái chỗ để mở mở cái máy V8 cho anh em xem cái máy này. Không có chỗ để mở. Đây. Dòng máy này anh em, dòng máy V8 vị xanh này. Thương hiệu Thụy Sĩ của T-Shot em nghe. Chạy pin 920. Rồi. Mặt số rất đẹp, kim mắt ngỗng luôn, cọc la mã và mặt một số sớ lụa nhẹ luôn nghe, không phải là mặt trơn. Nó như anh em nhìn kỹ thì có cái sớ nhẹ nhẹ nhẹ. Phong điểm mi 26 450. Em sẽ đo chiều ngang nghe, ngang dọc luôn. Ngang là 32,8. Dọc không tính đúng là 36,53. Ok. Số 26 chiếu cùng. Kết thúc video này anh em. Xin chân thành cảm ơn anh em theo dõi video. Nếu thấy hay, anh em cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like cho YouTube. Anh em theo dõi kênh và ủng hộ em nha. Chúc anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào.